Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây thương Lightning Spear. Nhưng trước khi làm về cây thương đấy thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái sự kiện là thêm bạn thêm vui, tức là giới thiệu cho người khác và nhận quà. Đó chính là AK47 VIP và cây thương đấy. Thì nhìn vào cái sự kiện thì anh em cũng biết là tự túc là chín rồi. Cái sự kiện mời bạn cùng vui này, anh em ấn vào cái nút tham gia. Thì các bạn có thể ấn qua cái phần tiến độ này, nhìn cái dòng code đây này, thì lấy cái code này và các bạn đăng nhập bằng cái full Facebook mới ấy. Tức là các bạn phải tự lập 10 cái Facebook và đăng nhập vào cái game này và chuyển vào qua cái phần nhập code của Facebook ấy, và các bạn nhập 10 lần thì sẽ nhận được cái đống này. Đấy, thế thôi. Tại vì mình thì mình cái này đã nhận rồi này. Ok, thì chắc là mình sẽ vào test thôi. Đấy, mình nói sơ sơ thôi, chứ còn anh em biết là nó phải tự túc như thế nào, chứ không bao giờ dựa vào người khác được. Tại vì người khác thì chắc chắn là trên level 10 rồi. Nhưng đối tượng mà game đang hướng tới là những người mới chơi, tức là mời bạn bè, những ai chưa từng chơi game này đấy. Những ai mời được thì tuyệt vời, còn không mời được thì tốt nhất là tự túc thôi. Chúng ta sẽ cùng đi vào clip. Nãy thì mình làm trước rồi, nhưng mình nghĩ là nên làm lại cái đoạn mình sẽ làm một cái giới thiệu cái event này. Kéo các bạn lại in PM ở dưới clip của mình là hỏi lấy cây thương này chỗ nào, free như thế nào, thì mình lúc đấy thì phải làm thêm clip nữa, thì đúng là mình sấp mặt. Ok, hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về cây Lightning Spear. Anh em có thể gọi nó bằng một cái tên đầy thân thương, đó là thương ánh sáng. Này thì nguy hiểm này, hình như là cái nghĩa của nó thì nó tựa tựa như thế đấy. Rồi ai dịch được thì dịch hộ mình cái. Mình thì cứ tin tưởng vào chị Google Translate thôi. Lại đây, bố mẹ sợ mày quá đấy. Cái thương này thì nó khám lắm. Mình thấy anh em vào đây cứ chơi được 2-3 phát thì lại thoát một lần. Đấy, thế mình cũng thế thôi. Mình vào test thì sấp mặt quá, mình phải thoát thôi. Nó khám đến nỗi mà cái hũ mắm tôm là khám không bằng nó mà. Thế luôn, ai có cái này thì cứ test thử. Còn mình thì mình thích cây AK-47 VIP hàng fake của Inferno thôi. Mình sẽ có clip làm về cây đấy. Còn cây thương này thì mình sẽ test cho các bạn hiểu xem nó khám hơn mắm tôm ở cái điểm nào. Rồi sợ nhất là gặp sẻng với lại gà. Thôi bạn ơi, bị bệnh nữa. Kìa, làm gì đấy? Nó cầm gà nó chết thương ạ. Bọn này chơi khắm vào lợi rồi. Rồi hay lắm. Lại đây. Rồi hai thằng nó vờn nhau như lại hái hoa bắt bướm ý. Này thì nguy hiểm này. Rồi ghê quá cơ. Đằng đằng cái mặt là đằng đằng sát khí. Này thì nguy hiểm. Ô chém ảo lòi thế nhở. Rồi lại chém thường này. Rồi ghê thế. Ôi đập từ từ thôi. Ghê vãi cả nồi. Thật là VL. Cây Rubber Chicken nó đập kinh quá. Á đủ. Cuối cùng cũng bị thằng chém thường nó giết. Đấy, hay cỡ nào khi mà chém thường nó nhây. Rồi đây anh em nhìn thấy chưa ạ? Mình đụng hàng rồi. Thế luôn, lát nữa nó thoát ngay. Kiểu gì vào đây chả sấp mặt. Úi rồi, bình tĩnh. Cho mình sống với. Đập liên tục thế, bảo mình sống sao. Này thì nguy hiểm này. Bạn đừng tưởng bạn cầm cái con gà đấy cứ hổ báo là cân map nhá. Rồi lại thằng chém thường. Mình liếm AFK trước tính sao. Này thì ô. Ư cấu thế nhở. Mèo cây này chém đôi lúc này trước mặt này không giết được. Rồi AFK này. Đấy, hà núi nhép vào mồm. Bảo sao mình không ăn. Thôi sorry các bạn, cây này khắm quá mình phải ăn AFK thôi. Chứ cái tính cách của mình bình thường thì mình thấy AFK là mình ít khi ăn lắm. Đấy, trời ơi, chém hay thế rồi còn ăn AFK đi, mệnh thằng kia. Hay lắm DM. Rồi, thôi, nó đập nát cả phòng luôn rồi. Rồi, bình tĩnh, bên kia, anh em cùng hợp sức lại, giết cái thằng bên kia, chứ không phải là giết mình. Ngu thế à rồi. Cái thằng chém hay không giết, mà cứ giết thằng chém ngu không à. Này đi, mình phải giết được cái con gà. Này thì gà này, ok, thanh lý xong rồi. Mình nhớ thanh lý môn hộ. Hỏi thằng kia kìa. Rồi, cắm chưa? Á đù chém được. Này thì thôi. Rồi, gì đây? Á đù thấy chưa? Các bạn thấy nó thoát chưa ạ? Ê luôn anh em cứ vào đây đi ạ. Cứ thấy mấy cái thằng mà cầm thương là một phát lát sau nó thoát rồi à? Không lấy được mạng là nó phải thoát thôi. Rồi. Trừ phi mà những thằng nào mà cứng lắm. Nãy mình cũng gặp vài level cao rồi. Cầm nhân vật IS vào, cứ hổ báo lao lên thôi.
cứ vờn như lại hái hoa bắt bướm trước mặt mình. Nhưng thì mẹo là cũng nằm xuống tiếp đất bằng một cú chổng mông lên trời. Úi giời, gì đấy, bình tĩnh thôi. Úi giời, thế quá. Thế còn phòng này còn có cái rượu rồi, tôi xong rồi, tăng kia 19 mạng. Nhìn thế à rồi, bạn ơi từ từ thôi, lòi mồm đấy. Cái bọn này chơi, nhìn vào lờ. Đấy, gặp mấy cái phòng mà có gà với lại có sẻng là cứ xác định là nó lùa từ đầu trận đến cuối trận, nó nhanh lắm. Lại đây, mình cũng xác định là 20 mạng nên mình chém vũ vơ nhá. Thắm quá cơ. Ờ, đâu rồi? Đấy, thắng rồi, biết ngay. 19 mạng là cứ lạ. Thế mèo sau nãy giờ không hơn, rồi ok, mình sẽ tắt clip tại đây. Và các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. À, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.